mà rô mai là chô prê chô prọc mong. Tạm rô mai á nâng á. Đó con. Hề quá anh cháu. Tạm rô cháu. Tôi mới ôn mới mà trái gì ôi. Tôi mới ôn mới nào má. Tôi mới ôn mới tên nào. Ừ, bà Linh thì ôi mà. Bà con mèo à Linh thì ôi. Mớ. Sao bà đà rôn mới ôn mới. Rột tục. Chụp chụp con tân này. Hả? Ê mà rùa mai là chô prê chô prọc mong. Đó co. Nà nồi nà pi tiết dùng mà nhiều ở nhà quá. Nà lì ố. Mơ mơ. Chênh tam phía này. Tam nắng ấy là bạc. Anh tự mơ ạp phía thì mới dùng mà nhiều nhà rồi nè. Chị ạ lo bị ô. Tao chốt. Lẹ bị má đây. Chốt tân này. Prey cho prap một bla a hai con mèo mà nè tam ro mai á nâng á đó co li ơi mà một bla một trường ố này đấy mùi tiện là nãy dùng nghèo nghèo nè máu à đó co mà ta thật tẹo vinh ta hả ui ô chụp bật lâu quá vậy ta thật tẹo vinh liền tiền để đăng rồi anh em tiếp tiếp tao nghiêm cho mà ăn mâm hay là ô coi vậy ôn mâm con bộ tam lo mặt lần là... à quay cháo đó mình nhớ không đó quay nó quay mà ô này quay mà ô ôn ăn quay mà ôn hay là in lại ôn chứ mà quay mà ôn nữa không nghiêm cho mà ăn mâm nè mà ai mơ bố lên là em lại ôn mở nghe á liệu em
nắng á, coi mơ ôn nắng á. Nào nắng á, còn mơ ôn. Đây, việc đòn này thì lâu ấy. Nè, hiểu quá, cậu. Tam rô mai lần du ấy. Ủa, hiểu mẹ mới đây. Con. Từ đau ôn mà ọc chắc á. Nó liều. Em chê nha. Chê. Lạc đang tụi thảm đạch đang. Rục ông khỏe. Ông đến nơi ông này nó khẹt khẹt. Tam vô với nhá, liệu ông vô đâu cũng với cái chứ.
Dạ, mình còn lâu cho mùi đi. Lâu mùi nè đi. Còn ta ngay trên kia bây giờ nhặt chỗ phê tiết. Phê cũng chọc lá. Nè, chẳng biết mấy. Đấy thầy nhằng. Em ra mà. Con à, ôn chôn mục à, chỗ phê lâu à. Em cho ông ôn mùi đi không? Mấy cái chuẩn mấy thử đằng đây. Chuẩn đây chứ nó hoàn không nghe mặt thay nhỉ. Thử đi, tao bây chân tao lên xóm á. Bóp rồi. Chứ ngành nào là. Hàng chứ à. Mọc lên đó. Dạ, bà. Thôi, bao đọc kìa. Ừ. Là hột đó. Quạt đó. Không, chả 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 vui cái gì kìa. Bà này, ớt hai, có bóng mạng mà con mà. Sợi, có đám. Mà, ai có bóng mạng mà con mà. Ớt hai, ớt đặc khôi, mạng lì ấy tiền. Nên. Mạng lì đặc khôi tiền. Tôi chuẩn lắm.